các bạn ơi, bây giờ là cũng là 5 giờ chiều của ngày thứ tư, một buổi chiều thật là mát mẻ, có gió nhẹ nhẹ hiu hiu của miền Nam California. Thì cũng là em người đẹp Bình Dương, cuộc sống California. Thì em chia sẻ đến các bạn, đây là cái giống ổi. Cũng là giống ổi này là giống ổi nó không có một cái hạt nào luôn. Và cái vị nó rất là đậm đà và mặn mà. Nhưng mà với bàn tay chăm sóc không được mấy là khéo léo của em, thì có thể là năm nay em cho phân vô ổi nó bị không có đúng cách. Nên ổi của em khi mà nó vô mùa bông á, nó bị rụng trái rất là nhiều. Thì ở đây những cái trái này mới 2-3 ngày trước em còn thấy nó rất là còn xanh. Hôm nay thì nó đã hòm, đã sáng lên và có những trái mình đã ăn được rồi. Chắc cũng phải để dành dành á, chứ mà ăn thì cũng chưa ăn được đâu. Nhưng mà nhìn thì thấy chim á, nó đã ăn rồi. Đó là các bạn cũng nên biết á, là những cái ổi hay những trái cây nào á mà chim á, mà nó dành ăn trước mình á, là chắc tất cả những cái giống đó nó đều rất là ngon, ngọt và đậm đà. Đây là những cái trái ở trên cao, nó hơi cao cao xa xa, mình hái cũng được nha các bạn. Các bạn thấy mình quay là toàn là bầu trời hôm nay rất là đẹp, rất là trong xanh. Đó, những cái trái nó nằm ở phía xa đó, mình sẽ zoom lên. Đây, những cái trái nó nằm như thế này, nó chùm chùm, trái nó rất là to và bự. Cái trái mà nó to nhất có thể là to bằng cái đầu của mình đó. Nhưng mà đặc biệt là cái giống này nó rất là rất ngon, siêu to, siêu ngon và siêu giòn, siêu ngọt luôn nha các bạn ơi. Đó, tại vì mình giới thiệu á, là có sao mình nói vậy. Ở đây là cái kênh channel YouTube của mình là Người Đẹp Bình Dương, Cuộc Sống California, để chia sẻ ẩm thực, ăn uống, cây nhà và lá vườn. Và có những cái gì bổ ích chia sẻ thì mình chia sẻ cho các bạn, tất cả các bạn trên khắp nơi, trên nước Mỹ, và tất cả những các bạn đã và đang ở